Một bộ phim được mệnh danh là phim kinh dị hay nhất Việt Nam nhưng do người Hàn Quốc đóng. Một tác phẩm điện ảnh có sự giao lưu văn hóa sâu sắc Việt-Hàn. Thế mà lại định xuyên tạc, à mà thôi. Vậy mười có gì mà đặc sắc? Lời nguyền trong mười có gì ám ảnh mà được tung hô đến vậy? Hãy cùng làm rõ trong recap sàm 10. Ngày xưa khi các khuê nữ còn mặc áo dài, có một cô gái là đứa con thứ 10 trong một gia đình nghèo. Mười xinh đẹp đến nỗi Nguyễn đắm cả say rồi tán. Nguyễn là một họa sĩ tài ba, mà họa sĩ nào tán gái mà chả vẽ người yêu. Nhưng chưa tặng tranh, chàng tặng cho cô gái một chiếc nhẫn làm vật đính ước. Mười mê lắm. Nhưng vì thời đó chưa có mạng xã hội nên không biết rằng Nguyễn đã có vợ. Đó là một người đàn bà tên Hồng. Ngày xưa Hoạn Thư đánh ghen vẫn còn kém Hồng chục phần. Người đàn bà tên một loại hoa quả dằn mặt Mười bằng cách phế xương cốt của cô gái, rồi skin care một hũ acid vào mặt Mười. Vì nhìn quả nhẫn chồng tặng cáu quá, Mười trong cơn đau lòng, đau mặt và đau xương quyết định treo cổ tự sát. Oan hồn của Mười vì quá thù hận nên không thể siêu thoát, trở thành một hồn ma bao oán. Hồng vì hành động còn độc ác hơn cả sư tử châu Phi, đã bị hồn ma kia cho ăn không ngon, ngủ không yên. Nguyễn thương vợ quá, bèn thuê thầy trừ tà rồi lừa Mười xuất hiện, ra cái vẻ hoàn thành nốt bức tranh năm xưa. Ai ngờ đâu trai đẹp răng bẫy. Bức tranh đó chính là nơi phong ấn Mười mãi mãi bởi một cây châm cài tóc và các nhà sư không tóc quay ngoắt về thời hiện đại. Có cô gái trẻ tên là Yun Hee, nghề nghiệp viết sách, lâu rồi không viết được cái gì ra hồn, cộng thêm sức ép từ người sếp nên cô bắt đầu tìm hiểu về lời nguyền của Mười ở đất nước Việt Nam xa xôi. Những người trong phóng sự khi nhắc đến Mười ai nấy đều run như cầy sấy. Yun Hee lên kế hoạch đến Việt Nam một chuyến để thu thập thông tin. Ở đây có một người bạn cũ của cô, đó là Seo Yeon, một cô gái từng viết sách với những lời hông đẹp. Tại sao một cô gái Hàn lại phải đến Việt Nam sống? Vì thằng người yêu nhìn F4 này của cô rất khốn nạn. Ngày xưa nó từng thuê người hấp diêm cô bé, rồi thậm chí còn quay phim lại. Dù Yun Hee đến Việt Nam không hề nói gì với cô này, nhưng cô này vẫn biết chuyện và ra sân bay đón Yun Hee. Sự thân thiện của cô gái này có phần kỳ lạ, nhưng thôi, người ta tốt với ta, chớ phụ lòng người. Hai người lên taxi hàn huyên về kiến thức lịch sử Việt Nam. Yun Hee hỏi bạn rất nhiều về Mười, cô nóng lòng muốn biết về thứ lời nguyền chết chóc kia. Thế là Seo Yeon kể về những tháng năm tươi đẹp của Mười và cách Mười trở thành ma để ám cả làng. Cô kể thêm về việc lời nguyền đã được bắt đầu vào ngày 15 tháng 2 âm lịch và nó sẽ tồn tại trong 15 ngày. Hiện tại Mười đã bị trấn yểm và nó có phá giải được không thì Yun Hee phải tự tìm hiểu. Câu chuyện nguyền rủa này đều là do Seo Yeon nghe được từ một người tên là giáo sư Kim, người mà cô còn không có số điện thoại. Thật là kỳ lạ. Hai người sau một ngày dài mệt mỏi về khách sạn nghỉ ngơi, Seo Yeon lên giường đi ngủ trước, để lại Yun Hee bắt đầu thấy những hiện tượng lạ trong mọi bộ phim kinh dị. Nước phòng tắm tự chảy mà không cần cô mở, rồi lại một đứa da đen nấp sau tấm màn, rồi lại một đứa da đen khác nằm ở chỗ mà đáng ra bạn cô đang nằm ngủ. Yun Hee đang hoảng loạn vì cứ tưởng Việt Nam ở châu Phi, thì bỗng có người bấm chuông phòng. Yun Hee mở cửa thì thấy cô bạn đứng ngoài, rồi thản nhiên bước vào phòng. Yun Hee bèn nghệt mặt ra cứ tưởng mình bị ngáo. Sáng hôm sau hai người đến nơi ở của Seo Yeon, một căn biệt phủ từng được xây bởi quân đội Pháp. Chủ nhà có vẻ hiếu khách, chỉ là không cho lên căn gác mái, nơi mà cô nói là để vẽ tranh. Khi đã dọn đồ xong xuôi, hai người trải nghiệm chèo thuyền vừa hoài niệm vừa nói tiếp những câu chuyện về lời nguyền. Nói chán chê thì họ quyết định tới căn nhà mà Mười bị úp sọt năm nào để cảm nhận những oan khí vẫn còn vương vấn quanh đây. Yun Hee mò vào một căn phòng tối hơn những căn phòng khác và chụp được một bức ảnh mà khả năng cao là Mười. Hai người về biệt phủ sau chuyến thám hiểm nặng tính tâm linh. Chủ nhà vừa về đã lên gác mái để vẽ tranh. Các sự kiện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra như những bộ phim ma với Yun Hee. Sự tò mò tột độ khiến cô mò tới nơi giáo sư Kim từng làm việc, với mục đích lấy cuốn nhật ký của ông, thứ chắc chắn sẽ cho thêm nhiều thông tin về Mười. Ngồi đọc nó, hai người đã biết thêm. Và Thế chiến thứ hai, quân đội Nhật cướp ngôi đền nơi phong ấn bức tranh Mười. Tên tướng quân bất chấp lời can ngăn của chư vị cao tăng, lao vào tháo cây châm, với mục đích gì thì không biết, chỉ biết là Mười đã thoát khỏi phong ấn. Vậy làm thế nào để xóa bỏ lời nguyền? Không biết. Chỉ biết là một hồn ma thì luôn cần một thân xác để nhập vào. Vậy bức tranh đó hiện tại đang ở đâu? Cũng chả biết. Chỉ biết là có một bản phách được một họa sĩ vẽ lại. Ông che đôi mắt của bức tranh lại vì sức mạnh tâm linh của nó quá nặng nề, căng thẳng quá nhiều. Đôi bạn trẻ quyết định đi quẩy, nhưng đi quẩy lại còn căng thẳng hơn. Vì từ đằng xa có một ông Tây nhìn Seo Yeon với ánh mắt của một con đực đến mùa sinh sản. Yun Hee tỏ ra lo lắng cho bạn mình. Hai người với chút men về nhà và đi ngủ. Tại đây Yun Hee bắt đầu có những series giấc mơ liên tiếp. Chúng đều kinh khủng tởm như nhau. Đầu tiên là những tiếng động lạ dụ cô ra gặp Mười phiên bản nhi đồng rồi hù hù. Tiếp theo tưởng hết mơ thì lại thấy Seo Yeon chậm rãi bước đến cầm lọ acid như màu nước tiểu. Mãi thì Yun Hee mới tỉnh cơn. Seo Yeon hỏi thăm về tình hình viết sách của cô bạn. Yun Hee cảm thấy câu chuyện về Mười chưa đủ rùng rợn và bi kịch, không đủ cuốn hút người đọc. Điều này khiến cho Seo Yeon khá là bị kích động. Có lẽ vì hoàn cảnh của cô cũng giống Mười. Yun Hee sau khi scan tấm ảnh Mười fake 1 thì flashback về quá khứ và nhận ra nó giống bức tranh real. Cô lao ra đường hỏi tất cả mọi người về Mười. Bà già đôi mắt đục thủy tinh bỗng xuất hiện và lôi lôi kéo kéo. Cô gái nhỏ vùng ra được rồi quay lại nhưng lại không thấy bà già đâu. Cảm thấy thông tin ngày càng thưa thớt như tóc vùng trán, Yun Hee tới tìm cô trợ lý của giáo sư Kim hòng biết thêm thông tin. Nhưng cô gái này lại chỉ có thể đưa Yun Hee đến nhà của giáo sư là hết tầm. Yun Hee trở lại dinh thự và thấy cô gái mặc áo dài tím, đầu đung đưa sang hai bên cho khô tóc. Nhưng kiểu đung đưa này nó cứ kỳ kỳ thôi, ma quái ấy. Mắt đang trợn dở vì sợ thì Seo Yeon sờ phát lên vai, nói rằng chiếc áo dài tím này rất hợp với Yun Hee.
bị cô bạn dí nên Yoon Hee mặc Pháp, tranh thủ quảng bá văn hóa Việt Nam. Một công sinh đôi việc. Tối hôm đó trong buổi party cồn, bốn cô gái đội hình quán bar lại nhậu. Đang vui thì mưa quá trời mưa. Seo-yeon bước về phòng với tốc độ mạng internet chưa đóng tiền. Dáng đi nhìn thật ma quỷ. Lúc này Yoon Hee về phòng và lại bắt đầu đi cảnh. Cô gặp hai cô gái Việt Nam nhìn mình trong gương nhưng lại mang khuôn mặt của 10. Hai cô gái Việt Nam gào lên như sư tử hống, hét to quá làm Yoon Hee choàng tỉnh giấc. Từ từ bước tới căn phòng tỏa ra ám khí. Cạnh giường của người bạn là những dấu chân đang bốc khói, sau đó biến mất. Phim thật là nhiều đớ. Sáng hôm sau, cô được trợ lý giáo sư Kim dẫn đến nhà giáo sư Kim. Ở đây toàn là sách rồi ảnh. Đúng là giáo sư. Nhưng nổi bật là một chiếc đĩa DVD màu vàng thân quen của những năm 2000. Đoạn video là một lời tự sự của cựu nạn nhân của 10. Cô có những biểu hiện lâm sàng khá giống Yoon Hee. Cô sợ hãi chạy vội về tìm Seo-yeon. Lên gác mái, cô nhìn thấy những bức tranh mà cô bạn mình vẽ. Nó thể hiện sự ám ảnh về quá khứ bị xâm hại. Trong căn phòng gác mái là bức chân dung của Seo-yeon theo phong cách chị 10. Yoon Hee còn nhìn thấy cuốn sách của mình viết tại đây. Có vẻ như Seo-yeon đã đọc nó rất kỹ và gạch chân những thứ bị thêu dệt. Yoon Hee cảm thấy ở đây nữa thì có nguy cơ bị ám cao. Pack đồ về Hàn nhanh còn được ăn kim chi những ngày sau này. Thấy cô bạn lo hết cả lắng, Seo-yeon mới kể sự thật cho bạn nghe về quá khứ bị xâm hại của mình, rằng lũ bạn Hàn Quốc là lũ vô nhân đạo. Sự kiện đó đã khiến cô gái sang chấn và không thể vượt qua. Cô trao cho Yoon Hee chiếc nhẫn và gợi ý cô hãy đến ngôi đền để biết thêm về lời nguyền. Đêm đó Seo-yeon bị mười nhập, xương cốt kêu cứ như nhạc cụ dân tộc, lòng trắng lòng đen phân bố không đồng đều, lại còn vương tí huyết. Sáng hôm sau cảm thấy mọi chuyện đã đi qua, Yoon Hee cùng trợ lý giáo sư Kim tìm đường tới đền, hòng có những cơ hội cứu bạn. Ở đền toàn là mấy bức ảnh gớm gớm vẽ ma vẽ quỷ. Sau cùng họ gặp được Cao Tăng. Ông đưa cho chiếc châm cài tóc, thứ phải được đính vào tim của Seo-yeon để có thể tiêu diệt 10. Hai cô gái sợ sệt trở về, dừng xe lại giữa phố. Trợ lý giáo sư Kim lấy chiếc châm và khuyên Yoon Hee về Hàn. 10 nhập vào cô gái hàng rong, khiến xe của cô trợ lý loạn choạng như mấy ông hàng nhậu. Xe đổ, khăn kẹt vào động cơ thắt cổ cô trợ lý tội nghiệp. Yoon Hee cầm lấy cây châm với đôi mắt đổ lệ vì sợ. Về nhà của Seo-yeon với một mục đích quá rõ ràng, cô xé lớp giấy dán tường để lộ ra một căn hầm bí mật. Bất ngờ đầu tiên là xác của giáo sư Kim đã thối rữa. Trên xác có bức ảnh với lời nhắn phía sau: cái chết là sự bắt đầu của lời nguyền. Cô gái trẻ bước xuống tầng hầm, một nơi ẩm ướt, nhơm nhớp. Dưới hầm có một bức ảnh quỷ dữ. Yoon Hee nhận ra chiếc nhẫn cô bạn đưa mình chính là nhẫn của 10. Quỷ dữ nhảy luôn ra từ bức tranh, hù cho Yoon Hee co thắt hết cả niệu đạo. Khi mọi thứ đang còn mơ hồ, bỗng Seo-yeon xuất hiện, khuyên cô bạn mình hãy ghim cây châm vào tim mình ngay. Sốt ruột lắm rồi, đang băn khoăn, 10 hiện ra hù làm Yoon Hee giật mình, ghim chiếc châm vào tim cô bạn. Nhưng hóa ra tất cả là âm mưu để hồi sinh 10. Hồn ma oan khuất nhập hồn vào cái xác vẫn còn ấm của cô gái. Yoon Hee ngay sau sự kiện đó quay trở lại Hàn Quốc. Vào ngày 15 tháng 2 âm lịch năm đó, 10 trong thân xác của Seo-yeon và chỉ điểm của Yoon Hee lần lượt trả thù những kẻ đã hãm hại cô năm xưa. Những cái chết thảm khốc dần dần đến với những người bạn keo sơn năm nào. Bộ phim kết thúc với Yoon Hee đốt hết những tài liệu liên quan đến 10 và đeo chiếc nhẫn của bóng ma, nở một nụ cười thật hắc ám vì biết được rằng sách của cô sẽ bán chạy vờ lờ. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.